và vui vẻ trong buổi tối của ngày 8 tháng 3. Chúng ta đều biết ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, là ngày để tôn vinh tất cả những chị em trẻ đẹp ở văn phòng chúng ta. Chúng tôi bây giờ vẫn đang cảm thấy hơi thiếu những cái sự hân hoan trong gương mặt của tất cả mọi người. Có lẽ là mọi người gọi chị đến. Chúng tôi có lẽ là thời gian bị lấy hơi nhiều. Đầu tiên thì ban tổ chức đều dự kiến là tổ chức vào lúc 4:30. Bây giờ đến 6:30. Vâng. Có một chút sơ xuất. Bây giờ chúng tôi xin phép được bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đầu tiên muốn có không khí hân hoan hơn bằng một tràng vỗ tay. Có lẽ là những tràng vỗ tay này đã hiện cho những cái sự tự hào của tất cả những em đàn ông. Bởi vì chúng tôi mỗi khi nhắc về phụ nữ, những chị em của Essential thì luôn cảm thấy tự hào. Và tôi nghĩ đây là cái tình cảm chúng tôi dành cho tất cả chị em. Ngày hôm nay thì trong buổi tiệc này chúng ta sẽ có những phần quà, có những câu chuyện chúng ta chia sẻ với nhau, có những tiết mục văn nghệ. Có những tiết mục văn nghệ. Ở phía bên này thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một khu vực, hiện nay là khu vực đổi mới, đó chính là Dustin on the Go phiên bản Essential. Ngày hôm nay thì tất cả mỗi chị em sẽ được thưởng thức một ly cocktail phù hợp với cả cá tính và sở thích của mình. Bởi bartender Đức Phúc. Với bartender này thì chúng tôi có yêu cầu này. Thứ nhất là chúng ta không cần tiền tips cho bartender. Thứ hai là không hỏi về giới tính của bartender. Tất cả những người còn lại các bạn đều có thể làm với cả bartender của ngày hôm nay. Rồi, ok, chào mừng các bartender thì anh em con đang được pha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến cả phần tiệc gọi đầu tiên, bởi vì theo những cái lần rút kinh nghiệm trước đây thì chị em nói là chị em hơi đói, để rồi tôi đến bên nghe phần tiệc gọi. Và tiệc gọi này chúng tôi xin mời bên ban tổ chức mang bánh trái đến đây ạ. Bánh đâu rồi ạ? Không ơi, em làm cửa. Mày làm cửa. Không ơi, đi ra đây. Không ra được. Chuẩn bị cho tiệc gọi ngày hôm nay chúng tôi xin thông báo là nó 100% handmade từ tay của tất cả các anh em chúng tôi đã tụ họp với nhau một ngày lại để làm. Chúng tôi xin được gửi lời shout out đến Đức Phúc, Hải Triều, Dũng Su và các anh em ngày hôm qua đã có mặt ở studio nhà anh Phong để thực hiện những món ăn ngày hôm nay. Tại sao ban tổ chức bây giờ từ đấy là không chuẩn bị nhỉ? Bây giờ mới sang kia đấy. Anh chờ lúc sau mọi người lại lên bàn. Nhà anh Phong mất điện anh ạ. Kem Kabi chưa đến. Không phải đâu anh ạ. Còn hai người đã cho người để tặng đây. Có một món quà tặng đặc biệt nữa chưa đến là mỗi người tặng một hũ kem Kabi. Bánh mềm lắm. Không, bây giờ là phần này là bảo anh em có thể thực trước để đây là bánh hôm qua anh em tự làm nên xin phòng. Rồi bây giờ chúng ta đến với cả xúc ăn. Xin mời các chị em ăn cho nhận xem. Xin phép đổi chỗ. Sao phúc bảo là không có cứ bảo thế. À ok. Anh cho nhìn được không? Hình trái tim này. Trái tim này đặc biệt ạ. Ừ, chung thế nhá. Tôi sẽ có một bài học cho tình đặc biệt. Em là hình ba của nó. Không bị ỉu. Thế anh thấy